Thủ đoạn dùng rợn của con nợ sát hại đốt xác chủ nợ phi tang ném ở rừng cao su. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Chê lãi cắt cổ, con nợ thẳng tay sát hại rồi đốt xác chủ nợ để phi tang. Sau hai phiên xét xử vẫn y án tử hình. Đó là câu chuyện vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Khải kẻ sát nhân đã thực hiện hành vi táo tợn đến kinh hoàng. Sự mất tích bí ẩn của người phụ nữ Ngày 20 tháng 1 năm 2015, người dân khi đi cạo mủ cao su phát hiện chiếc xe vô chủ ở bãi mì hoang thuộc thôn 4, xã Đakia, nhưng không thấy ai đến nhận. Đến khoảng 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 1 năm 2015, người dân phát hiện người phụ nữ cháy đen từ nhiều ngày trước, đám cỏ xung quanh cũng bị cháy. Một số người dân địa phương cho biết nạn nhân là người chuyên cho vay mượn, đáo hạn ngân hàng có tiếng ở địa phương. Trước lúc mất tích, nạn nhân có cho một số người vay khoảng 700 triệu đồng. Nhiều người nghi bà Nga bị sát hại, bị cướp của rồi bị vứt phi tàng. Cùng với đó, cơ quan công an đã nhận được tin báo mất tích từ gia đình một người phụ nữ có lý lịch như sau. Tên thật Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1956, quê quán xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, nghề nghiệp cho vay nặng lãi. Trước khi bị mất tích, bà Nga nói với gia đình vừa nhận được điện thoại của một người vay nợ, hẹn ra vườn sắn sau trạm y tế để trả. Từ đó bà Nga không về, gia đình bà đã đi khắp nơi tìm nhưng không thấy. Đến sáng ngày 14 tháng 1, người dân phát hiện chiếc xe máy của bà Nga nằm trong vườn sắn phía sau trạm y tế xã Đakia. Chiếc xe đã bị mất một gương chiếu hậu. Cùng với việc khám nghiệm pháp y xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Nga, vào thời điểm đó dư luận xã Đakia tập trung vào sự việc này. Được biết bà Nga là người chuyên cho vay nóng và đáo hạn ngân hàng có tiếng ở xã Đakia. Anh Nguyễn Hữu Trí ở thôn 4, Dakia đối diện với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Dakia Bình Phước cho biết, hôm đó tôi đang rửa xe thì thấy hai người phụ nữ mặt bịt kín đi hai xe máy dừng trước quán. Lúc sau một người nghe điện thoại, qua giọng nói nên tôi nhận ra là bà Nguyễn Thị Nga. Tôi hỏi thăm thì bà ấy nói đang chờ xe tải đến để lấy tiền. Cùng lúc đó người phụ nữ đi cùng bà Nga lên xe máy đi, ít phút sau một chiếc xe tải đến đậu trước ngân hàng và bà Nga chạy sang. Khi quay lại thấy bà Nga cầm theo bọc tiền, tôi hỏi thì bà ấy trả lời lấy được tiền rồi đi về đây. Rồi bà ấy bỏ tiền vào cốp và phóng xe đi. Chị Lê Thị Tài ở thôn 4 xã Đa con gái bà Nga cho biết thêm. Mấy hôm tôi xuống nhà mẹ chơi và được biết có người gọi điện đến vay 10 triệu đồng. Tuy nhiên mẹ tôi từ chối vì đang gom tiền để cho một người khác vay đáo hạn ngân hàng. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, gia đình bà Nga điện thoại hỏi nhau thì không biết bà Nga đang ở đâu, nên đi tìm hiểu nhiều nơi nhưng không thấy và trình báo sự việc đến công an xã Đa Kia và công an huyện Bù Gia Mập. Từ hôm bà Nga mất tích, gia đình huy động khoảng 40 người thân đổ xô đi tìm ở các nơi. Qua điều tra những mối quan hệ tình ái, làm ăn của bà Nga, cơ quan công an xác định con nợ tên Khải đã sát hại chủ nợ. Cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Khải. Bước đầu tại cơ quan công an, Khải đã khai nhận toàn bộ sự việc. Nguyên nhân chính bị cáo phạm tội là do thiếu nợ tiền bà Nga nhưng không có khả năng trả nợ, nên nảy sinh ý định thủ tiêu bà. Đồng thời, khi tiền được giao đến tận nhà Nguyễn Văn Khải thấy chủ nợ đeo nhiều nữ trang, nên nảy sinh ý đồ xấu. Từ đó, cơ quan công an đã mở ra nút thắt của vụ án, tìm ra lý lịch hung thủ và điều tra toàn cảnh về vụ án như sau. Tên thật Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1972, quê quán thôn 4, xã Đa Kia, Bù Gia Mập, nghề nghiệp, công an viên. Theo lời khai của Khải, do biết bà Nga thường cho vay tiền nên ngày 5 tháng 1 năm 2015, Khải điện thoại hỏi bà Nga cho vay 200 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Bà Nga đồng ý và hẹn một tuần sau sẽ cho Khải vay tiền. Tới ngày 12 tháng 1 năm 2015, Khải điện hỏi bà Nga thì được hẹn chiều sẽ mang tiền tới, nhưng chỉ có 150 triệu đồng. Khải đồng ý vay số tiền này với lãi suất 3.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, bà Nga tới đưa tiền cho Khải và yêu cầu Khải viết giấy biên nhận với nội dung Khải vay chị Nga 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng, thời gian vay là 10 ngày, sau đó bà Nga yêu cầu Khải trả trước tiền lãi 10 ngày tổng cộng 4,5 triệu đồng. Bực tức vì phải vay lãi cao rồi bị đòi tiền lãi trước, Khải cự cãi nói rằng: "Người quen không mà, chị làm gì ghê vậy? Chị đã cho vay lãi cắt cổ lại còn đòi lấy lãi trước thì lần sau ai mà dám vay nữa?" lúc này bà nga có lời xúc phạm nên khải quát bà láo vừa thôi tôi xử bà luôn bây giờ rồi đi đến chỗ bà nga hai bên xô sát qua lại một lúc thì khải dùng tay đẩy khiến bà nga ngã nhào từ trên sập gỗ xuống nền nhà khải nhào tới dùng hai tay gây án chừng một đến hai phút khi bà nga nằm bất động mới buông tay ra phát hiện chủ nợ đã tử vong khải đi vào học bếp lấy một bao tải sắc rắn bỏ bà nga vào lúc này thấy trên người nạn nhân có một số nữ trang bằng vàng khải nhanh tay tháo hết mang đi cất giấu sau đó anh ta bỏ người và dép của bà Nga vào bao tải rồi dùng dây dù áo khoác của bà Nga cột chặt miệng bao, đem giấu ở gầm bàn phòng khách và dùng ghế gỗ để che lại. Khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 1 sau khi vợ đi làm, con trai đi trực dân quân tự vệ ở xã. Khải lấy xe máy chở bao tải bên trong có dấu bà Nga mang đến ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp. Thấy bên đường cỏ mọc um tùm nên Khải bỏ bà Nga lại. Khi nghe ngóng thấy công an phát hiện ra chiếc xe máy của nạn nhân nên khải quyết định mua 5 lít dầu đem đến nơi giấu xác bà Nga tưới lên châm lửa đốt. Xin giảm nhẹ tội vì cứu người. Ngày 28 tháng 6 năm 2017, tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án đoạt mạng người cướp tài sản và đốt phi tang xảy ra vào năm 2015 ở xã Đakia, huyện Bù Gia Mập. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua đặc biệt là sự bức xúc của người thân nạn nhân trong vụ án. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm vụ án vào ngày 7 tháng 3 năm 2017 tại trụ sở Tòa án Nhân dân thị xã Đồng Xoài. Tuy nhiên, sau phần thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Khải khai báo không thành khẩn và các luật sư đề nghị dừng phiên tòa vì bị cáo không đảm bảo sức khỏe để tham gia tố tụng. Sau gần một ngày tiến hành tố tụng, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để tổ chức xét xử vào thời gian khác. Tại phiên tòa vào ngày 28 tháng 6 năm 2017, bị cáo Khải vẫn bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về hai tội danh. Khải khai nhận rằng sau khi gây án, Khải lấy xe máy của bà Nga đi trong lô cao su phía sau nhà mình đến một đám mì gần trạm y tế xã Dakia để đó rồi đi bộ về nhà tắm rửa. Sau khi giải quyết được hậu quả, Khải đi lên sân bóng gần nhà chơi. Tại tòa Khải khai do hoảng sợ nên tối hôm đoạt mạng bà Nga, người phát sốt không đi cạo mổ cùng vợ được. Theo cáo trạng khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2015, bà Nguyễn Thị Nga điều khiển xe mô tô mang theo tiền và một số sổ sách ghi nợ đi khỏi nhà nhưng 4 ngày sau vẫn không thấy trở về. Khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2015, một số công nhân đi cạo mổ cao su phát hiện chiếc xe mô tô của bà Nga ở bãi mì hoang thuộc thôn 4 xã Dakia nhưng không thấy bà Nga đâu. Đến khoảng 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 1 năm 2015, Người dân phát hiện một nạn nhân đã bị đốt cháy đen tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp. Lực lượng công an xác định chính là bà Nguyễn Thị Nga. Đúng 7 ngày sau, công an tỉnh Bình Phước thành lập chuyên án 015G để điều tra vụ án. Sau hơn 20 ngày tiến hành điều tra truy xét, ngày 5 tháng 2 năm 2015, nghi phạm Nguyễn Văn Khải đã bị bắt giữ. Quá trình điều tra đã xác định Khải lấy mạng bà Nga tại nhà để cướp số tiền 150 triệu đồng và một số nữ trang bằng vàng. Toàn bộ tăng vật của vụ án gồm 150 triệu đồng và một số nữ trang. Khải đã lần lượt chỉ nơi cất giấu và trực tiếp dẫn đường cho cơ quan điều tra đi thu giữ trong dãy cao su và mở đá Phú Hương thuộc xã Phước Minh Bù Gia Mập, cách nhà Khải khoảng 5 km. Nguyên nhân mà Khải phạm tội là do Khải thiếu nợ tiền bà Nga nhưng không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định thủ tiêu bà Nga. Sau đó Khải gọi điện cho bà Nga tới nhà y và ra tay đoạt mạng, chiếm đoạt tiền, vàng rồi đưa bà Nga trong tình trạng tắt thở sang khu vực cạnh rừng cao su thuộc ấp tận lập xã Phước Thiện, bù đốp, đốt phi tàng. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khải mức án tử hình. Đây là mức án nghiêm khắc của pháp luật dành cho kẻ thủ ác Nguyễn Văn Khải phải đền tội đối với hành vi dã man do y gây ra. Nhận thấy mức án quá nặng, Nguyễn Văn Khải đã làm đơn kháng cáo, sau gần 4 tháng, ngày 7 tháng 12 năm 2017, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm. Tại tòa, bị cáo Khải biện minh rằng bị cáo không hề có ý định gây ra án mạng, chỉ vì lúc đó bị cáo yêu cầu bà Nga im lặng nhưng bà Nga không nghe nên mới gây ra khiến nạn nhân tử vong. Khải lạnh lùng khai mới đầu bị cáo chỉ đe dọa và muốn đuổi bà Nga ra khỏi nhà mình, nhưng do bà Nga không ngừng chửi, bị cáo bực mình nên mới ra tay sau khi phát hiện bà Nga tử vong. Bị cáo nghĩ sẽ giấu nạn nhân trong nhà nhưng sợ vợ con về phát hiện, không biết giải thích như thế nào, nên mới lấy bao tải bỏ nạn nhân vào bao. Bị cáo lỡ tay đoạt mạng chứ không cố ý. Sau khi bà Nga tử vong, bị cáo sợ bị phát hiện, sợ bị bắt nên mới phi tàng. Khải cho biết sau khi gây án, bị cáo đã vô cùng hối hận về hành vi của mình. Dù biết tội lỗi của mình là khó tha thứ nhưng Khải vẫn kháng cáo nhằm níu kéo hy vọng mong manh. Khải nói bị cáo hối hận lắm vì đã khiến một người mất mạng. Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên mức án cao nhất, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân. Ngoài ra, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo có cảm hóa một tù nhân nhận tội và trình báo cán bộ, một tù nhân có ý định nghĩ quẩn, được công an công nhận. Trước khi phạm tội, bị cáo từng là công an viên, góp phần bảo vệ an ninh xã hội cho địa phương. Bị cáo đã nhiều lần bắt được tội phạm và có giấy khen của công an tỉnh. Khải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong tòa phúc thẩm giảm án cho mình. Vì thương Khải, chị gái Khải đến tòa với hy vọng em trai sẽ được giảm án. Khi được chủ tọa hỏi, chị Khải đã khóc. Chị bảo bình thường Khải hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Chị gái Khải nói, giờ em trai tôi phạm trọng tội, bản thân tôi là chị cũng đau đớn vì em đang phải đối diện với mức án cao nhất. Tôi cầu xin pháp luật khoan hồng giảm án cho em trai tôi để chúng tôi có cơ hội đoàn tụ. Được nói lời sau cùng, bị cáo Khải trình bày, sau khi gây ra trọng tội, bị cáo đã rất sợ hãi. Trong đầu bị cáo lúc đó chỉ nghĩ là làm cách nào để che giấu hành vi phạm tội của mình. Vì thế bị cáo đã tìm cách đốt nạn nhân. Đến bây giờ khi đối diện với án tử, bị cáo thấy hối hận và sợ hãi. Bị cáo tha thiết cầu xin hội đồng xét xử cho bị cáo một con đường sống để bị cáo có cơ hội được làm lại. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Khải đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử giảm án để bị cáo có cơ hội trở về. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định thấy hành vi của Khải là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội bản án sơ thẩm tuyên phạt Khải mức án tử hình là có cơ sở, đúng người, đúng tội. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cũng rút kháng nghị xin giảm án cho Khải. Xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Khải, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với Khải. Bị bác đơn kháng cáo, Khải ngồi thụp xuống ghế, mắt lộ vẻ thất thần và sợ hãi. Phía dưới phòng xử án, chị gái Khải bật khóc thành tiếng. Người phụ nữ tội nghiệp này đứng nhìn em trai bị dẫn đi qua đôi mắt mờ lệ. Không ai có thể nghĩ rằng một công an viên như Khải lại gây ra chuyện động trời rồi mang án tử lơ lửng ở tuổi ngoài 40. Có những phút nóng giận, con người ta đã không làm chủ được chính mình, sẵn sàng tức đi mạng sống của người khác chỉ vì hai chữ tham lam. Đây là cái kết báo trước cho những ai đang có ý định phạm tội. Bạn muốn VKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người đội tiếng mỗi ngày trên pkt